Sáng ngày 14 tháng 6, Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 6 giai đoạn 2014-2019. Sự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Văn Luân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các ban xây dựng đảng của huyện ủy, các phòng ban chuyên môn ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch hội cựu chiến binh các xã thị trấn, các tri hội cựu chiến binh và đặc biệt hội nghị vinh dự được đón tiếp 97 hội viên ưu tú đại diện cho hơn 8.000 hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện về dự đông đủ. Phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2014 đến nay, hội cựu chiến binh triển khai thực hiện hiệu quả phong trào cựu chiến binh gương mẫu qua thực hiện đã khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động của cán bộ hội viên cựu chiến binh góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững ổn định an ninh chính trị tại đơn vị, khu dân cư. Năm năm qua, từ 2014 đến 2019, thực hiện phong trào thi đua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện thi đua phát triển kinh tế, xoa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư kịp thời thăm tặng quà hội viên nghèo, hội viên là thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 27 tháng 7. Phong trào xây dựng quỹ vì đồng đội, phong trào tiết kiệm mỗi hội viên 3 ngày tiết kiệm 1.000 đồng, mỗi tháng tiết kiệm 10.000 đồng giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình hội viên nghèo để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay đã có 22 gia đình hội viên được nhận hỗ trợ nuôi trâu bò dê để xóa nghèo, với tổng số gồm 16 con trâu bò và 6 đàn dê có 41 con tổng trị giá 390 triệu đồng. Trong 5 năm qua, công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh ngày càng được củng cố về mọi mặt. Đến nay, tổng số hội viên là 7.651, tăng 341 hội viên so với năm 2014. Với 27 tổ chức cơ sở hội, có 224 chi hội đạt tỷ lệ vào hội đạt 97%. Kết quả bình xét hàng năm có 96 hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu và 90 đến 95% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh. Cựu chiến binh huyện 4 năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã khơi dậy ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên, giúp nhau làm kinh tế xóa so đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, nâng cao đời sống chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cựu chiến binh. Tuy về với đời thường, nhưng với ý chí người lính cụ Hồ, các hội viên đã khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình. Dưới sự hướng dẫn động viên hỗ trợ của các cấp, các hội viên đã chủ động sáng tạo để phát triển cây, con và mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn huyện có 2 doanh nghiệp và 8 trang trại, 132 gia trại do hội viên cựu chiến binh làm chủ, luôn hoạt động có hiệu quả cho thu nhập từ 300 triệu trở lên và tạo việc làm cho hơn 350 lao động có việc làm ổn định phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua các cấp hội đã chủ động kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua các cuộc vận động tạo động lực quan trọng nhằm cổ vũ động viên cán bộ hội viên hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội ở địa phương đã xây dựng được các mô hình như mô hình tri hội không có hội viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, mô hình không có gia đình hội viên đói và tái nghèo, tích cực phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, đã có 5.568 gia đình hội viên, cựu chiến binh đóng góp được 4,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và huy động hơn 27.000 ngày công lao động, hiến 16.000 cây cối và cây ăn quả, hiến 21.906 mét đất để làm đường giao thông nông thôn. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2014-2019. Dự và phát biểu chúc mừng tại hội nghị, các đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí Thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đồng chí Phạm Văn Luân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Biểu Dương ghi nhận những kết quả của Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Lặc đã đạt được trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 6 giai đoạn 2014-2019. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ này, Hội Cựu chiến binh các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện đã trao tặng giấy khen cho 9 tập thể và 28 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu chiến binh gương mẫu 2014-2019 và bầu được đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu 2014-2019 của tỉnh Thanh Hóa.